Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đây, các số hotline của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác 3 mẫu đồng hồ nhá. Rolex thì sẽ có là Rolex mặt vàng, Rolex mặt đen và một mẫu đồng hồ cái này là cái gì? Orin à? Mẫu đồng hồ SK nhá. Đấy, SK. Thì con SK này giá của nó sẽ là bao nhiêu? SK này là 260 nhá, còn Rolex thì của nó sẽ là 300 300 tròn. Rolex là 300 tròn nhá. Rolex thì bên em có hai mẫu là mẫu mặt vàng thì to hơn một chút và mẫu mặt đen này. Đó, đây là hai mẫu Rolex này. Rolex thì đều là 300 nhá. Thì các bác lên cho em là Rolex mặt vàng hoặc Rolex mặt đen. Đấy, còn đây nó sẽ là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK này. Con SK này thì cũng rất là đẹp luôn. À, SK Orin nhá, SK Orin. Mặt đỏ rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì có 3 mẫu như này nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đeo vào thì lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex này. Đấy, Rolex cực đẹp luôn. Đấy, Rolex này. Tiếp theo là đến con Rolex mặt Rolex mặt đen này. Đó, thấy không? Rolex mặt đen. Và con SK. Đấy, SK, SK 260, Rolex 300. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng. Cái này thì nó sẽ là dòng thắt lưng thanh lý này. Đấy, thắt lưng thanh lý. Này là bao nhiêu? Mẫu thắt lưng da bò nhé. Hàng da bò thanh lý. Đấy. Hàng các bác lên cho em là chất liệu của nó thì bằng da bò. Và tên thì nó sẽ là thắt lưng thanh lý nhá. Giá của nó sẽ là 65.000 một chiếc này. 65.000 một chiếc. Còn lại là cái ví này thì cũng là ví da bò luôn. Giá là 40.000 à. Ví này thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Còn bác nào mua combo thì sẽ là 100.000 cho hai món như này. 100.000 cho cả ví và thắt lưng luôn nhá. 100.000 cho cả ví và thắt lưng thanh lý nhá. Lên cho em là ví thắt lưng thanh lý, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên và giá thì sẽ là 100.000 cho một đôi như này, bao gồm cả thắt lưng cả ví này. Ngoài ra thì bên shop có cái thắt lưng da bò hàng cao cấp. Đấy, da bò hàng cao cấp thì con này giá của nó sẽ là 190 nhá. Còn ví của nó thì sẽ là 120. Thì nó sẽ có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đấy, một dòng thì 190 một chiếc mà một dòng thì 190 cả đôi thì nó sẽ khác nhá. À, 190 một chiếc còn một dòng thì 100 cả đôi thì nó sẽ lại khác các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đây nó sẽ là dòng mặt trắng gương đẹp như này. Mặt trắng gương rất là đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương rất là đẹp. Con này thì sẽ là 190.000 một chiếc nhá. 190.000 một chiếc. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA này. Made in USA nhá. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ, made in USA. Con thắt lưng này thì sẽ là 190.000 mà con ví này là 120 nhá. Con ví này là 120. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt RP7 này, xịt RP7. Con này thì giá của nó sẽ là lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, con này thì chuyên chống căng luôn. Chuyên chống gọi là bị ăn mòn này, gì sét này, nói chung là đa di năng luôn. Cửa kêu cọt kẹt này, rồi ốc yếc các bác bị khó này, ổ khóa yếc các bác xịt vào cho em. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng xếp nhá. Đây. Võng xếp này. Đấy, con này thì khá là rộng luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, võng xếp này rất là rộng luôn. Chiều dài của nó thì chiều rộng của nó thì khoảng 1 m, còn chiều dài của nó thì nó vào khoảng là trên 2 m. Và cái phần ngang này của nó thì nguyên cái phần ngang đai này của nó thì vào khoảng là 70 nhá, 70. Tiếp theo thì em con này võng xếp. Giờ kia đi. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con võng xếp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, có cả dây cho các bác này, có dây có túi đựng này. Đấy, và đây nó sẽ là con này thì cả đai của nó thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là đi 2 m và nguyên cái phần võng này khoảng 1.8 m này. Đấy, các bác nằm cũng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 90.000 thôi. 90.000 cho cái võng dù quân đội như này. Lên tên là võng dù quân đội, giá sẽ là 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, bỏ cái này lên luôn. Đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu đựng nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, chịu tới 200 độ C này. Đó, 40.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Đũa inox.
của Đức, 55.000 cho một vỉ như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 như này. Inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức, 55.000 một vỉ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa sứ nhá. Đũa sứ sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm 5 đôi. Đũa inox 5 đôi, đũa sứ 5 đôi, còn đũa sợi thủy tinh thì sẽ là 10 đôi. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì bằng sứ nhá. Các bác dùng thì bám dính tốt này. Đấy, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập này. Dùng thì cực kỳ sạch sẽ, an toàn, rửa nhanh khô nhá. Lên cho em là đũa sứ. Giá một vỉ đũa sứ như này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ là khò ga trắng như này. Khò ga trắng là 50.000. Còn khò ga đại, hàng của Nhật này, Made in Japan này. Đó, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 100.000 nhá, Kabushi Japan đây. Đó, con này thì sẽ là 100.000, còn con này là 50.000. Tất cả đều có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ hết. Đấy, khò ga trắng 50.000, khò ga đại 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước đây. Đấy, nó sẽ có 4 đầu nước như này, 1 2 3 4 đầu nước này. Vệ sinh răng, vệ sinh lưỡi, vệ sinh khé các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000 cho cái tăm nước như này nhá. 160k. Đấy, bơm nó bơm cực kỳ là khỏe luôn và nó xối vào trong các cái kẽ răng, làm sạch răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, đây của nó thì sẽ có cáp sạc 4 đầu. Đấy, tăm nước 160.000 dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, nó sẽ hút nước này và có cho các bác là 4 chế độ luôn. Đó, 4 chế độ luôn nhá. Tăm nước 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cá sấu vàng nhá. Cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai đầu như này. Hai đầu và một dây thắt lưng nhá. Đây, hai đầu thay rất là đẹp luôn. 160.000 nhá. 160.000 cho 150.000 thôi, 150.000. Nguyên hai cái đầu thay của nó đã là hàm hố rồi. Và đây là hộp đựng này. Hộp đựng và dây của nó luôn. Đây, dây của nó thì chất da rất là mềm luôn nhá. Đấy, chất da mềm mịn dùng rất là thích luôn. Hai đầu dây để các bác có thể thay tháo này. Hai đầu dây luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là cá sấu hộp 150k. Hàng đựng trong hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng như này và có kèm cho các bác là đi 4 đầu massage luôn. Đây, con này thì dùng rất là thích này. Các bác nhấn lì cho em là máy sẽ chạy này, con này. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 cấp độ rung nhá, 6 cấp độ rung luôn. Đấy. Các bác xem đánh vào các bắp tay này. Đấy, các bác đau mỏi vai gáy, đau cổ này. Đấy, các bác đau chỗ nào các bác dùng cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, có cáp sạc đi kèm này, 4 đầu massage nhá. Lên cho em là súng thư giãn, chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay 50.000. Các bác dùng để mình vắt cam nó rất là tiện, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Chỉ cần đặt ngược cái này. Đấy, nó sẽ có khóa cái này rồi. Các bác giữ qua này, sau đó thì mình vắt này, vắt xong thì mình uống trực tiếp hoặc rót ra cốc này. Rất là sạch sẽ luôn nhá. Vắt cam bằng tay. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho cái vắt cam bằng tay như này nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc 40.000 chiếc như này. Đấy, rất là to luôn. 70 1m2 nhá. Đấy, 70 1m2. Đó, 70 1m2 luôn. Đấy. 70 1m2 hoặc 1m4 gì đấy, nói chung là rất là to. Các bác chùm lên người thoải mái luôn. Đó, mỗi khăn tắm như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con khăn tắm như này nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 40k. Các bác lên cho em là khăn tắm nhá, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng cập nhật của bên em, các số hotline các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đó, thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000. Lần này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt, chỉ còn là 750.000 thôi. 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đó. Lên cho em là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá. Hộp đựng bằng inox 304. Đây rất sáng bóng đẹp nhá. Đấy, đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây. Inox 304. Rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá, ít có thoát nước nhá. Đó, ít nước có thoát nước luôn.
Tiếp theo là sẽ là bộ dao này. Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức nhá. Đó, tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà. Một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó, kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này. Một cái liếc nhá, một cái liếc này. Đó, một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là dao này. Dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá, dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó. Dọc dây bóng thoải mái luôn. Các loại giấy luôn các bác này. Đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nha, dài khoảng 20 cm nhá. Con dao thái này, đây. Dọc dây bóng cho bác xem này, dao siêu bén luôn. Đó. Các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, các bác theo. Đây. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn. Rất sắc các bác nhá. Đó. Có đánh nhám chống dính này. Winling hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Winling hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món, giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này, một liếc một kéo này. Ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt, một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20 cm, dao thái thì dài khoảng là gần 30 cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài một con nhỡ như này, một con dài một con nhỡ như này. Đấy, một con to một con nhỏ. Cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao chuyên thái. Có lên cho em là dao chuyên thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao này. Chuyên thái, bộ dao chuyên thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đó. 150.000 cho bộ dao chuyên thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ này. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này. Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này. Đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao đây nhá. Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá. Các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây. Đấy. Asaka Japan này. Đó. Đây. Rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi. Nhỏ gọn tinh tế. Chuyên để thái là ok. Đó, đây. Đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Đây. Bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3 con dao. Cái kéo là 4, cái liếc là 5 mà cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá.
6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này về nhận hàng này thắc mắc là sẽ có 5 thì không đúng, tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dặn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo con gà của Đức, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây, to dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120k nhá. 120k cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy, giá chỉ có 15k thôi, 15k cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy, con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó. Rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp thìa của Đức nhá. Một hộp này của nó sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Tính ra vào chỉ có 12.000 một chiếc thôi. Inox 304, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn, sâu lòng. Các bác múc đồ ăn, cơm canh, cháo thoải mái luôn. Lên theo là bộ thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 đồng hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì nó sẽ là hộp đũa nhá. Hộp đũa này của nó thì sẽ là 5 chiếc. Giá sẽ là 55.000, à 5 đôi. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức đây, Su 304 này. Đó, Su 304 như này. Giá thì sẽ là 55.000 cho một hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, 5 đôi. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ bình. Các bác lên cho em là bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Bao gồm cho các bác là một bình và ba cái cốc nhá. Đấy, một cái bình như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đây, một cái bình như này nhá. Đấy. Có nắp đậy này và có nắp giữ nhiệt luôn. Inox 304, đây, Su 304 các bác này. Dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít nhá, khoảng nửa lít. Nắp đậy này. Đấy, bật nắp ra để các bác rót này, rót xong các bác lại bấm vào này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có cho các bác là ba cái ly như này. Ba cái ly như này để các bác rót ra uống luôn hoặc có khách khứa rất là tiện luôn. Đậy nắp này, có đậy nắp vào làm quai sách luôn. Đó. Lên cho em là bộ bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho cái bộ bình 3 như này. Giá sẽ là 80k cho cái bộ bình 3 này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao vàng này. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó. Dao vàng này con này rất là bén quá này. Đấy. Dọc giấy bóng thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Dọc giấy riếc thoải mái luôn. Các bác dùng để gọt hoa quả này. 20.000 cho một con dao vàng như này. 20.000 cho một con dao vàng như này. Giá sẽ là 20.000 một con và giá thanh lý 50.000 ba con luôn. 20.000 trong con dao vàng như này thôi nhá. Dao vàng 20.000 một con. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ khay như này nhá. 25.000 một chiếc và 5 cái là 110.000 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Cái này thì chiều rộng của nó vào khoảng là 25, chiều dài là 25, chiều rộng thì vào khoảng là 15. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Giá của nó thì sẽ là đi 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc và 110.000 cho 5 chiếc. 110.000 cho 5 chiếc. Đây. Cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em đó là cái gì? Khay cà phê. Khay cà phê nhá, khay cà phê. Giá sẽ là 25.000 một cái và 5 cái 110. Khá dày dẫn chắc chắn và khá đẹp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đá Vĩnh Cửu nhá. Đá Vĩnh Cửu một khay này sẽ là cũng là hàng nguyên linh của Đức luôn. Một khay này của nó sẽ là 6 viên. Đấy, có 6 viên có giá gấp như này. Các bác cứ bỏ trực tiếp cái này vào cái ngăn đông tủ lạnh cho em, ngăn đông tủ lạnh nhá, ngăn đá. Bỏ trực tiếp vào ngăn đá xong là khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Đó.
thì có cả cái gắp như này luôn, rất là tiện. Có cả cái gắp này luôn rất là tiện nhá. Mình gắp ra mình sử dụng. Giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái đá vĩnh cửu như này nha, lên cho em đá vĩnh cửu 70.000. Tiếp theo thì các loại bút này. Thì bút của Thiên Long nhá. Bút này là hàng bút của Thiên Long. Đấy, nó sẽ là một hộp này thì sẽ là có 50.000 cho một hộp như này. Đấy 50.000 hộp 10 cái nhá. 50.000 hộp 10 cái nhá. Đấy. 50.000 hộp 10 cái và 3 cái sẽ là 20.000 nhá. 3 cái là 20.000. Đó. Có hai màu, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Đấy. Bút viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy. 3 cái là bằng 20k nhá. 20k. Còn 10 cái là sẽ là bằng 50k, 50.000. Đó. 10 cái bằng 50.000. Đây. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Thiên Long, hàng của thương hiệu Thiên Long nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Có màu đỏ, có màu đỏ màu xanh nhá. Màu đỏ màu xanh cho các bác này. Đó. Màu này màu đỏ đây. Đấy màu đỏ đây. Có màu đỏ màu xanh. Hàng là bút Thiên Long xịn anh em nhá. Bút Thiên Long xịn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bút bi nhá. Bút bi thì sẽ là một hộp này là 20 chiếc. Giá thì sẽ là 2.000 một cái à? 2.000 một cái và bên em bán là đi bán từ 5 cái trở lên. Bán từ 5 cái trở lên nhá. 2.000 một cái. Bán từ 5 cái trở lên. Một hộp này của nó sẽ là 20 cái thì nếu bác nào mua cả hộp thì sẽ là 35.000. 35k nhá. 35k trên một hộp. Trên một hộp 35k là 20 cái nhá. Còn mua lẻ thì bên em bán là từ 10 cái trở lên. 10 cái thì sẽ là 20.000 nhá. 10 cái là sẽ là bằng 10 cái là bằng 20k. Đấy, bán từ 10 cái trở lên nhá. Bán từ 10 cái trở lên. Đấy, thấp nhất là bán 5 cái. 5 cái sẽ là 10.000, 5 cái là 10.000. Còn lại là 10 cái là 20.000, còn mua cả hộp thì sẽ là 35.000 trên một hộp như này, là 20 chiếc, 20 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái sen cao su nhá. Cái này thì các bác dùng để làm sen tắm rất là tiện luôn. Đấy, có các cái đầu cao su như này và nước nó xả ra thì nó sẽ có hai chế độ như này này. Đấy, hai chế độ như này. Đấy, cho các bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho các bác trà rửa rồi tắm mình vệ sinh luôn. Đấy, tắm mình kỳ cọ luôn rất là tiện đây. Đấy, cái đầu cao su như này. Tắm nó rất là mút. Đấy, các bác vệ sinh tắm rửa luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho cái sen cao su như này, dây rất là dài. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ tăng đơ 9D nhá. Bộ máy cạo râu 9D, máy cạo râu 9D. Đấy thì sẽ là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này, có 3 lưỡi cạo nhá, một thân máy này. Có 3 đầu lưỡi như này nhá, 3 đầu lưỡi cạo như này. Kèm cho các bác là một đầu tỉa lông mũi, một đầu tăng đơ. Đó. Đấy các bác thấy không? Em đưa vào cạo râu này. Đấy, vừa lướt qua cái đã có luôn nhá. Đó, rất là sắc bén luôn. Bộ 3 lưỡi kép rất sắc bén luôn. Đó. Thì sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu này, một đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi. Ngoài ra thì đây là không có cái đầu chà. Sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này để các bác dùng để mình tỉa lông mũi, tăng đơ và cạo râu chấn viền luôn. Tăng đơ 9D, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì sẽ có cho các bác là hai mẫu như này. Hai mẫu này dầu gội đầu của thương hiệu Clear 80.000 một lọ. Hàng của Clear nhá. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Thì sẽ là 80.000 cho một lọ, có màu xanh màu trắng nhá. Có màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy, cái này bên em bán nhiều lắm không. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ. Cái này thì nó sẽ là kệ bộ chân đỡ đa năng nhá. Giá sẽ là 50.000. Các bác dùng để mình đỡ tủ lạnh này, máy giặt này, nói chung là nó sẽ có cho các bác là cái nam châm, cái cao su để nó hít xuống. Đấy, đây. Chân nó khá là to luôn. Chân rất là to này, to bự luôn. Đường kính của nó khoảng 10 cm. Và có cái nấc như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh nâng lên hạ xuống nó rất là tiện nhá. Nâng lên hạ xuống nó rất là tiện luôn. Và các bác có thể để mình kê tủ quần áo này, kê máy giặt, tủ lạnh đều được hết nhá. Đấy, thì các cái vị trí nào nó thấp thì các bác có thể đôn lên như này hoặc hạ xuống này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. 50.000 bằng nhựa khá là chắc chắn luôn, chịu được tải rất là cao luôn. Đây. Đấy các bác này, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cơ khí điện tử SH này, 50.000 thôi. Đấy, nó có thể chịu được hàng tạ luôn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đây, 4 chân như này.
Tiếp theo thì 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là áo mưa nhá. Áo mưa. Đây, 195.000 cho một bộ như này, bao gồm cả quần cả áo luôn. Một bộ nhá, một bộ như này này, bao gồm cả quần cả áo mặc vào đúng như này luôn. Đó, kiểu dáng thể thao đẹp. 195.000 cho một cái bộ áo mưa như này nhá. Đây. Chất của nó sẽ là hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng hai lớp này nhá. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Áo của nó cũng là áo hai lớp hết nhá. Áo hai lớp như này, rất là dày dẫn chắc chắn đây các bạn này. Đó, hai lớp hết này. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 195.000 nhá. Tiếp theo là bộ quần áo mưa. 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia bếp hồng ngoại nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Giá sẽ là 500k. Ở đây thì nó sẽ là một con bếp cực kỳ là ngon luôn. Đó đây. Nó sẽ là bằng hồng ngoại nhá, bằng hồng ngoại. Hàng của Nhật này. Matika, Matika hàng của Nhật đây. Nút nguồn của nó này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Công suất cũng khá là cao luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn này. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bếp hồng ngoại này đun thích lắm. Đấy, các bác có thể dùng ăn lẩu ăn liếc luôn, rất là ngon. Hàng của hãng bảo hành cho các bác luôn, yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 1 tháng luôn. Trong vòng 1 tháng đầu các bác sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu sử dụng đây. Đấy, kích thước của nó đây. Rất ngon lành luôn nhá, 500.000. Bếp hồng ngoại 500.000 nhá. Bếp hồng ngoại nóng cực nhanh luôn, 500.000. Tiếp theo thì một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây, nó sẽ là một con máy đọc thẻ như này. Con này thì bao gồm là một máy này, một máy các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Và một cái bộ thẻ nhá, một cái bộ thẻ và một cáp sạc. Bộ thẻ này thì rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Đây, các bác lắp vào cho em này. Đó, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đó, cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Và nó có tới hàng trăm chủ đề luôn nhá, hàng trăm chủ đề luôn. Đó, đây. Rau củ quả này, cây cối này, vườn tược này, rồi nói chung là đầy đủ hết nhá. Xe cộ, ô tô, xe máy. Đây, mỗi cái màu này là một chủ đề này. 1, 2, 3, 4, 5 chủ đề. Đấy, 5 chủ đề tổng của nó sẽ là, đây, các chủ đề như này này. Động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày, nói chung là nhiều lắm. Đây, đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ 80.000 nhá. Dùng rất là tiện luôn. Các bác mua làm quà cho con em nhà mình, vừa chơi vừa học này. Có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là kia nhẫn đồng hồ các bác này. Con này thì đợt này giá nó hơi cao một chút, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con nhẫn đồng hồ như này. Đây. Các bác có thể đeo vào như này, vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất tiện ích luôn. Đó. Giá thì sẽ là 40 cành cho một con nhẫn đồng hồ như này. Dây của nó thuộc dạng dây giãn như này, nên là các bác ai cũng đeo được nhá. Ai cũng đeo được, tay to tay nhỏ đeo được hết. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là keo đa năng nhá. Có lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, nó là hộp vỏ xanh như này, lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì giá của nó sẽ là, đây các bác này. Đấy, các bác có thể dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt cho em được luôn. Đấy các bác theo. Đây. Dán sắt này. Dán đồ gỗ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Cánh cửa tủ này. Đó, rất chắc chắn luôn các bác nhá. Ổ điện này. Đó. Rất chắc chắn nhá. Dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt được luôn, kể cả dán dưới nước này. Các bác cứ để khô cho em từ 2 đến 3 ngày nhá. Đó, sau đó thì bắt đầu sử dụng này. Keo dán đa năng công nghệ Nhật Bản nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 một típ nhá. Lên cho em là keo dán xanh 20k một típ và 3 típ sẽ là 50.000. Đây. Đấy, một típ của nó sẽ là 60g như này. Đấy, 20k một típ nhá, 20.000 một típ, 3 típ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu dây sạc nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là cái dây sạc tự ngắt nhá. Con sạc tự ngắt này thì công suất của nó là 100W. Con này thì giá của nó, con tự ngắt này bao nhiêu đấy? Con này sẽ là 40k nhá. 40k, công suất của nó là 100W này. Và nó tự ngắt thì các bác dùng nó rất là an toàn nhá. Ban đêm hoặc là các bác không để ý thì nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn. Có hệ cái hệ điều hành ở đây và nó sẽ tự ngắt cho các bác nhá. Sạc tự ngắt giá sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây sạc béo như này. Nó là dòng dây sạc nhanh rất là an toàn luôn và chắc chắn này. Có đèn báo bên đầu như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái sạc béo này.
lên trên là sạc béo 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô kéo này. Kéo thì bên em có hai mẫu nhá. Kéo này nó sẽ là kéo 15. Cái mẫu kéo 15 này là kéo nhỏ này, rất là bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn. Còn kéo 15 này thì giá sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k cho một kéo 15 như này. Tức là chiều dài của nó sẽ là 15 cm nhá, 15 cm. Đó. Còn tiếp theo là con kéo 21, chiều dài của nó là 21 cm. Giá thì sẽ là 15.000. Con kéo 21 là 15.000. Còn con kéo 15 thì là 10.000 con nhá. Đây. Rất là bén luôn con này. Đấy, rất bén luôn. Đây, coi theo. Rất bén luôn. Đó. Rất là ngon lành nhá. Chất liệu của nó thì thép trắng không gỉ này. Hàng có thương hiệu Hàn Hoi nhá. Đó, đây. Rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, con này sẽ là 10.000 và con này 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy. Bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng nước lọc nước uống là ok. Đấy, con này thì nó không có giữ nhiệt đâu. Các bác chỉ dùng để đựng nước lọc nước uống các thứ thôi. Đó. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá 80k thôi. Đấy, lên treo là bình 20 nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá. Đây. Đây nó sẽ là một con nồi lẩu mini như này. Có cả khay hấp cho các bác luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để chiên rán xào nấu này. Ổ cắm điện cái thứ đàng hoàng nhá, dây cắm cáp đàng hoàng. Đó. Các bác có thể dùng trực tiếp như này để mình nấu mì này, chiên rán xào nấu hoặc là dùng hấp ở đây. Đây là cái nắp của nó này. Các bác có thể dùng trực tiếp hoặc là dùng qua cái nồi hấp này cũng được. Dùng qua cái nồi hấp này cho em cũng ok thôi. Đó thì nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Một là chiên rán xào nấu nấu trực tiếp, hai là các bác dùng qua cái khay hấp này cho em nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá sẽ là 150k cho một con nồi lẩu mini như này. 150.000 một chiếc các bác nhá. 150.000 cho con nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá, bóng đèn. Con 5 cánh này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Đấy, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Bóng đèn 5 cánh siêu sáng luôn thôi nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh siêu sáng như này. 1 2 3 4 5 cánh siêu sáng luôn. 120.000. Gập cái này xuống cho anh. 120.000 các bác nhá. Đấy, đèn 5 cánh siêu sáng 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy. 2 này, 4 này, 6 8. Con này thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh như này nhá. 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, con này sẽ là 8 cánh này, 2 4 6 8 cánh. Công suất của nó là 200W nhá, còn con 5 cánh là 100W. Con này là 200W siêu sáng luôn, 200W. Đây. Đấy. Con này thì sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con này. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu này thì lấy, mà lấy mẫu kia thì lấy thôi nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đó. Các bác lấy mẫu nào tùy ý các bác. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây. Gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70 cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giá sẽ to rộng như này. Người từ 7-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân. Ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Em có thể... dễ dọn đi, đấy, thoải mái luôn. Đấy. Ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Ở ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi.
về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà, hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300 đến 350.000 nhá, 300-350.000. Đây. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 nhân 116 nhân 98 nhân 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên xem là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật, tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy, rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chắn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này. Có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhìn, đây, đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bác theo, lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90.000 cho con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác theo. Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này. Và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000, còn một thùng của nó là 20 gói là 100 140 thôi.
Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay, treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm, rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất, nó không không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc qua cho em nhé, tự sạc vào. Đấy, nó hết điện nữa rồi, về nhà các bác tự sạc vào. Lên cho em là bóng tích điện nhá, đó, bóng tròn. Lên cho em là bóng tròn, bóng tròn giá thì 80.000 thôi, về nhà các bác tự sạc qua cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết hết điện rồi, về nhà các bác tự sạc qua cho em nhé. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá, 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn, về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá, nước ngập 1 cm là tự ngắt. Lên cho em là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu wifi 130.000 nhá, 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây, hàng thì cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây, rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác theo. Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy, tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn wifi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci, một dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2-3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh này, các bác bóc cái này ra sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ ra cho em. Sau đó thì mình sẽ, ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đấy, các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy, bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếc nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn. Đây, mình lại lăn tiếp này. Đấy nhá, lại lăn này. Lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em. Sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây. Cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó,
Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em, chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này, tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá, xịt điều hòa. Con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện từ điện ắc quy 12-24 lên 220. Nhà bác nào có ắc quy kể cả ắc quy xe máy, các bác tháo ắc quy xe máy ra, tháo cái ắc quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện điện 220 dùng để sạc. Giết các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000 cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin vào là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây, lấy dây tai bằng đèn các bác này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị. Một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn. Có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây, có cả cái đầu này nữa này. Đầu này thì các bác cũng lắp pin vào, sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000. Giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em. 2 4 6 8 10. Một bộ này của nó là 10 chiếc này. 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái. Còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một ví này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm nó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây, nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này, 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304 dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá, cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok, 75.000. Em Phạm Huấn gửi lời chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi nhé. Đừng quên cho em xin một nút like nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đăng ký chia sẻ kênh nhé. Các bác có thể chia sẻ lên Zalo, TikTok, Viber, Facebook để cho nhiều khán giả biết đến em hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em, cũng như là các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic dây, hàng của thương hiệu Tomahawa, hàng made in Japan nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho con mic như này. Đấy. 230.000 cho một con mic dây như này. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét, hàng made in Japan, dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng siêu mềm nhá. Tất cả các đầu kết nối của nó đều rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếng mic nha hay trầm ấm nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Thêm hôm nọ nhớ. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. 230k và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đấy. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái khâu đóng hộp của nó đã chất lượng rồi. Hàng của thương hiệu JBL nhá. JBL. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá. Các bác nhấn like giúp cho em, nhấn like giúp cho em và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đấy, các bác thấy cái mặt hàng em bán hay, chất lượng và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây các bác lắp vào cho em này, lắp vào cho em. Theo đúng cái phần khuyết này các bác lắp vào cho em này. Đó. Con này thì cực kỳ chất luôn. Đó.
thân của nó đều là bằng thép hết nhá, thân bằng thép hết. Dây thì cũng giống dây của thằng mic Nhật thôi. Đấy, cũng dài khoảng từ 4 đến 5 mét và cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA này, thương hiệu JBL. Chất mic thì cực kỳ là hay luôn, hay trầm ấm nhá. Hàng nguyên cái hộp đóng gói của nó đã xịn sò rồi. Lên mã giúp cho em đó là mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 thôi các bác nhá, 280.000. Và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là mic dây Mỹ này, đó, mic dây Mỹ, giá sẽ là 280.000 nhá, 280.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá, quạt tích điện xanh. Con này giá sẽ là 55.000 thôi, cực kỳ hạt rẻ luôn. Nhà bác nào cũng nên mua 1 đến 2 cái. Đấy, nhà có người già trẻ con mua 1 2 cái. Con này thì thời gian chạy của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo độ sạc pin nhá. Nó sẽ có sẵn pin bên trong luôn. Các bác chỉ cần bật cho em là xong. Nó sẽ có 3 cấp độ gió nhá. 1 2 3 cấp độ gió tất cả. Đây, có 3 cấp độ gió 3 số này các bác này. Đó. Nói chung là độ mát của nó thì bằng pin thì nó vừa phải thôi. Con này thì nó linh hoạt nhá, có thể kéo cao khoảng tầm 40cm và cũng có thể gấp gọn như này. Đấy, các bác có thể để trên bàn làm việc này, mang đi học, đi du lịch, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là chạy bằng pin. Đó, cho nên nó rất tiện ích và có cáp sạc đi kèm. Có cáp sạc đi kèm cho bác luôn. Giá thì sẽ là 55.000 nhá. Quạt xanh tích điện nhá. Quạt xanh, lên cho em là quạt xanh nhá. Quạt xanh đúng không? 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này, 55.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này giá sẽ là 260.000. Đấy, vừa hút vừa thổi luôn. Công suất của nó thì cực kỳ là khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi nhá. Nhà bác nào hay có lá lẩu này, hoặc là làm thợ làm nghề, hoặc là các bác mua để dọn sân vườn cũng rất là ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là khỏe. Thì giá sẽ là 260.000 nhá. Lên cho em là thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện, 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá. Ấm đun nước. Con này thì dung tích của nó sẽ là, hàng này thì xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Con này thì nó sẽ là đun được hết các loại bếp luôn nhá, đun được hết các loại bếp luôn. Đây, lẫy của nó đây các bác này. Đấy, các bác mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy. Hàng của hãng thì các bác biết rồi. Hàng của hãng thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, ấm của Đức, hàng của thương hiệu Kaisavilla này, Kaisavilla hàng của Đức. Đấy. Nắp của nó đây các bác này. Đấy. Giá thì các bác lên cho em là cứ ơi. Các bác lên cho em là ấm đun nước nhá. Bao nhiêu đây? Ấm đun nước à? Ấm đun nước nhá. Bếp từ bếp trước các thứ đun được hết 430.000. Đây, nó đun được 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn nhá. 6 loại bếp luôn. 1 2 3 4 5 6 loại bếp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen, bếp ga. Ấy. Lẫy của nó này, rất chất luôn nhá. Các bác mà rót nước vào, các bác mà ngại mở cái nắp này ấy, thì các bác cho trực tiếp vào vòi này cho em. Vòi này nó rất là to. Đấy, nó phải vào khoảng là đường kính là khoảng là 3cm nhá. Đấy, thì các bác nhả trực tiếp vào vòi cũng được. Hoặc là các bác mở nắp này, nắp cũng rất là chất luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Dùng con này đun cũng rất là nhanh. Nhà có khách mà các bác ngại cắm ấm siêu tốc thì các bác chỉ cần bật bếp từ lên đặt vào cho em là xong. Đấy, lên cho em là ấm đun nước, giá sẽ là 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái bộ dao sói đây. Bộ dao sói đây là một cái bộ dao giá sinh viên. Hàng của Nhật nhưng mà giá rất là sinh viên. Bộ này của nó hàng của Nhật nhá, Japan đây. Bộ sẽ bao gồm cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bộ dao sói đúng không? Bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đợt này về cho các bác giá còn tốt hơn nữa luôn. Giá chỉ còn cho các bác là 80.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bao gồm cho các bác là 3 dao, một cái nạo và một cái gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa. Đấy, thì cái này nó là khi mà các bác đồ nóng hay là các bác đưa vào kẹp bát kẹp đĩa vào đây. Đấy, thì nó rất là tiện nhá. Đây thì em sẽ mô phỏng cái gắp bát đĩa này cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như đây là một cái cân này, một cái cân và nó cũng là như cái miệng đĩa các bác đưa vào các bác gắp lên này. Đấy, gắp lên này cho em này. Đấy. Gắp lên như này. Đấy, hoặc các bác có thể kẹp lên như này. Nó sẽ có mấy cái lẫy này cơ. Thì các bác dùng cái lẫy nào được. Đấy, nó rất là tiện nhá. Cái này nó hơi nặng thì nó mỏng nên nó khó kẹp thôi, chứ còn bình thường nếu các bác dùng nó cũng rất là dễ dùng thôi. Đó đây. Ví dụ như cái này, đấy các bác đưa vào đây. Đưa vào mình kẹp lên cho em. Đấy, kẹp lên cho em. Nó rất là nhiều cách để mình kẹp nhá. Các bác có thể kẹp ngược hoặc kẹp xuôi như này. Tùy theo nhá. Đấy, để kẹp cái này thì đây, đấy nó sẽ là kẹp như này các bác này. Đấy, đây ví dụ đây là cái đĩa này. Đấy, hoặc cái bát này các bác kẹp này cho em. Đó. Đấy, chức năng của con này là như thế các bác nhá.
thì giá sẽ là 80k thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói giá sẽ là 80k. Đấy, bộ dao sói này, bộ dao sói, bộ dao sói giá sẽ là 80k nhá, dao giá sinh viên luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá, viên giặt xả và tẩy luôn, tẩy giặt xả 5 trong 1 như này nhá, 5 trong 1 như này. Đấy. Đây. Giặt xả này, tẩy trắng này, rồi lưu hương thơm này, 5 trong 1 luôn. Giá sẽ là 55. Hả? 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp như này, một hộp này của nó là lên tới tầm hình như tầm 40 gói luôn, 40 gói tức là giặt được 40 lần nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả 5 trong 1, giá sẽ là 55k cho một bịch như này. 55.000 mà được 40 viên. 40 viên và mỗi lần giặt thì lượng quần áo của nó sẽ là được khoảng từ trên dưới 3 đến 5 cân nhá, 3 đến 5 cân. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Giặt vừa sạch vừa thơm vừa tiện luôn nhá, vừa sạch vừa thơm vừa tiện. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã đó là cái đất sét dẻo nhá, đất sét dẻo đấy, xi măng dẻo đó, giá sẽ là 20.000 một gói xi măng dẻo như này nhá, xi măng dẻo 20.000 một gói, 20k cho một gói xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một gói này của nó thì nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bạn, trong lòng bàn tay như này thì về nhà các bác sẽ đấy. Keo xi măng bị lỗ hổng cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này trồng tấm nước ngăn côn trùng, kiến giả chuột chui vào nhà, bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Bác nào cần thì bấm vào giỏ hàng màu vàng bên trái cho em. Và đây cũng là ca pháp sư Trung Hoa lại nghĩ ra cái cục keo xi măng để bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bị được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này trồng tấm nước ngăn côn trùng, kiến giả chuột chui vào nhà, bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Đấy, rất tiện ích nha, giá chỉ 20k thôi. Lên cho em là xi măng dẻo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước rút, thước móc khóa nhá, dài là 2m, dài là 2m như này. Có lò xo giật rất là tốt luôn và dòng này của nó sẽ là dòng xoắn nhá, dòng xoắn cực đại được luôn. Đấy, rất là tiện, các bác không sợ bị gãy này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là thước móc khóa, giá thì sẽ là 50k nhá. Sẽ có cho các bác là màu vàng gold rất là đẹp luôn. Thước móc khóa 50.000. Đấy, màu vàng có hai màu vàng và màu đồng như này. Nói chung là cái này thì cũng không quan trọng màu đâu. Màu vàng màu đồng như này nhá. Đấy, màu vàng màu đồng như này. Giá sẽ là 50k một chiếc thước móc khóa nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cút nối nhá. Cút nối à? Cút nối điện này. 10.000 một cái nhá. Đấy, các bác chỉ cần là ật cái này lên cho em, sau đó thì đút hai cái dây điện vào đây, sau đó thì mình ật xuống cho em là xong. 75.000 một chục và giá lẻ sẽ là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. 75.000 một chục, 10.000 một cái các bạn. Đấy, 75.000 một chục, 10.000 một cái cho em. Đó. Cút nối điện rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu đuổi muỗi, giá sẽ là 120.000. Đấy, combo cho bác là 4 lọ sông tinh dầu và một con đèn như này. Một con đèn như này thì các bác về các bác xoáy cái nắp trắng này ra này. Đấy, sau đó thì xoáy cái lọ sông tinh dầu này vào cho em. Đấy, sau đó thì mình cắm vào. Diệt đuổi muỗi rất là tốt luôn. Giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi combo cho các bác luôn, một đèn và 4 lọ tinh dầu, có công tắc như này, rất là tiện. Các bác cứ bật cho em những ngày đầu thì các bác bật cho em khoảng 3 ngày liên tục, còn những ngày sau thì cứ từ 4 giờ chiều là các bác bật cho em đến đi lúc nào đi ngủ mình tắt đi. Mua combo cho các bác 120.000 như này dùng cho em cả năm luôn. Đấy, mỗi lọ này dùng cho em là 3 tháng, 4 lọ là dùng 1 năm. Ngày nào cũng bật cho em đều, muỗi hết sạch luôn, nhà không còn một con muỗi nào luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi 120k, rất rẻ luôn. Các bác mua như này là tính ra là vào 30.000 một lọ tinh dầu, không mất tiền đèn. Đấy, hàng thì hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, chất lượng cho bác luôn. Đó. Yên tâm cho người già, trẻ em nhá. Đấy, diệt các loại muỗi luôn, các loại muỗi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá sẽ là 50.000 à. 50k cho một cái bộ tựa lưng như này, 50k thôi. Con này thì chuyên trị cho các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ. Cái này nó là dòng công thái học nhá. Đấy, công thái học, cho nên là khi các bác sử dụng thì nó khá là tốt luôn, khá là tốt và tiện ích luôn. Đây, combo sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này và một cái này, thì các bác có thể cho là 1 2 3 4 cấp độ thì các bác có cho từ cho em là từ nhỏ đến lớn. Đấy, sau đó thì các bác nằm lên cho em nhá, nằm lên cho em. Đó. Giá chỉ có 50 cành thôi. Chuyên trị đau mỏi xương khớp này, giúp cho các bác là
cột sống đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ linh hoạt hơn. Đây, chuyên trị đau mỏi, giúp cho các bác là đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ rất là linh hoạt nhé. Đấy, rất là linh hoạt luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành mà các bác đi mổ xương, mổ khớp là mất 150 triệu đến 500 triệu nhé. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ bây giờ đi mổ là rất mất rất nhiều tiền, động đến xương khớp là mất rất nhiều tiền nhé. Cho nên là các bác nên sử dụng cái này là cái gì? Cái gì lưng nhỉ? Tựa lưng nhá, tựa lưng cho em. Giá sẽ là 50.000 đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đấy, các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Thì các bác xem kênh mà yêu quý em nhé. Yêu quý em thì cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhé. Đấy, nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hello, chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé, để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8B nhá. Con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp được các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100k. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này, dòng gối massage 8B giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy. Cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá, nẹp dây điện. Thì em có hai túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20k cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đấy. Hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy. Nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn led ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. Đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn các bác nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản thì em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên xem là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120k cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60 cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60 cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá, làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em nó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu như này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu
Sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong rồi lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Đấy. Ừ. Đây các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy thì ở đây nó sẽ là có công tắc đây, các bác bật cho em có nút on nút off nhá. On off đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này. Đấy thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn, còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em, ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy các bác mua mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy nó sẽ là vải dù dạng vải vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, rất đẹp các bác. Đây, đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp. Chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên cho em là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm. Đấy, chiều dài khoảng 40 cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18-20 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15 cm. Đây. Rất to rộng luôn, có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá, có cả ngăn phụ bên ngoài nhá, có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa chức năng luôn nhá. Đa chức năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, rất nhiều ngăn luôn các bác này, rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi, 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn, hàng của Nhật nhá, quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên cho em là túi 7 ngăn nhá, túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con túi 7 ngăn như này, giá sẽ là 100.000. Đây, hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải xanh quân đội này, 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá.
Bên trong có lớp lót mềm như này, các bác có thể để iPad cái thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vôn kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vôn kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhá, có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi. 90k. Đấy, các bác nào làm thợ làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này cũng rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Đây, đấy Liverpool này, USA này, đấy rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi, 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em, châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây, đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bác thấy không? Rồi. Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay, khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau, phải rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên kia mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ màu sắc, đủ kích thước khác. À, đủ màu sắc, đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000. 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hoạt tính, lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít như này. Đấy. Bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó, có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng 100 bé này là 90.000 này, 2 lạng 90.000 có hai màu này.
Đấy, 3 màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có 3 màu như này nhá, cũng có 3 màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc nghiêng rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng 3 màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì khi mà rác rửa các thứ nó cặn ấy, nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm. Còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ. Nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15k thôi. Lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này, rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20k cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô nhặt tự động nhá. Ô nhặt tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu cũng nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi, nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi, ok. Hello anh em Phạm Huấn, chào các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh ở bên góc trái màn hình và chia sẻ kênh giúp cho em để nhiều người biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhá. Đó. Và đây là các cái mã hàng của bên em. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví đại bàng nhá. Ví đại bàng thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu da bò và màu đen như này. Đấy, màu da bò và màu đen. Các bác lên cho em là ví đại bàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con ví đại bàng như này thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. 100.000 cho một con ví đại bàng như này. Hàng của Mỹ các bác này. Từ tuổi đời của nó là từ năm 1997 luôn. 1997 nhá. USA này các bác này, USA. Hàng của Mỹ dập chìm luôn. Con này thì cực kỳ là ngon. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, siêu mềm luôn. 100% da bò tự nhiên, siêu mềm luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể cấu cào cạo thoải mái luôn, đốt thoải mái luôn. Đó. Đây, các bác trông em cào này nhưng mà một lúc sau cái nó lại phẳng lì luôn nhá. Đó. Thì nó sẽ có hai màu, màu da bò. Đấy, màu da bò và màu da bò và màu đen nhá. Đấy, hai màu, màu da bò và màu đen. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên hết. Hàng da bò nguyên miếng. Đấy. USA này các bác này. Đấy, USA. Thì bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu da bò. Đấy, có hai màu, màu đen và màu da bò như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng. Giá chỉ có 100 cành thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là ví đại bàng nhá. Đây. Ví đại bàng. Giá sẽ là 100k. 100k cho một con ví đại bàng như này nhá. 100.000 thôi. Đấy. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, chỉ có 100 cành thôi. 100k cho một con ví đại bàng như này. Hàng thì của Mỹ rồi. Cực kỳ chất lượng này, sắc nét từ đường kim mũi chỉ nhá. Đấy. Hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Đấy, hình con đại bàng bằng đồng này, rất đẹp như này các bác nhá. 1997 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ví ô tô. Đấy, ví ô tô hàng của thương hiệu Toyota. Con này thì các bác có thể để bỏ đăng kiểm này. Đấy, giấy tờ xe này, nói chung là tất cả các cái giấy tờ xe các bác bỏ vào đây cho em. Hàng thì nó sẽ là chất liệu bằng da và của thương hiệu Toyota nhá. Toyota nó máy nó tặng cho người mua ô tô đấy, cho người mua ô tô, và bên em thanh lý lô được cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví ô tô nhá, ví ô tô này. Ví ô tô giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một con ví ô tô này thôi.
Đấy, bằng da mà giá chỉ có 50.000 thôi, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Phí ô tô 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi da bò vuông nhá. Túi da bò vuông thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Đấy, túi da bò vuông nó sẽ có cho các bác là hai mẫu cho các bác luôn. Đó, hai mẫu. Đấy, một mẫu to, một mẫu nhỏ nhá. Mẫu to này thì chiều cao là 25 cm. Đấy, còn bề rộng thì bằng nhau. Bề rộng thì đều là 20 hết nhá. Một con là cao 25 và một con là cao 20 nhá, cao 20. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi vuông to hoặc là túi vuông nhỏ nhá. Đấy. Túi vuông nhỏ này thì giá bên em đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. 135k nhá. 135k cho một cái con túi vuông nhỏ như này. Đấy, còn con túi vuông to này thì sẽ là 180.000. Đấy, vuông to 180.000. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nguyên miếng hết, về nhà các bác có thể cào cấu đốt điếc thoải mái cho em luôn. Đó, kích thước thì nó sẽ là cao hơn một chút thôi, còn chiều ngang và chiều rộng là như nhau. Đấy, nó chỉ cao hơn thôi. Con này nó cao hơn nhá. Đấy, còn con này thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, bề ngang bề nghiếc nói chung là nó cũng tương đương như nhau. Kích thước kiểu dáng tương đương như nhau. Con này thì em chỉ có mỗi cái màu nâu này thôi. Đấy, màu nâu đen này thôi. Còn con này thì có cả màu xanh nữa. Lên cho em là túi vuông nhá. Đấy, túi vuông thì bên shop sẽ có hai mẫu. Đó là túi vuông nhỏ này. Đấy, túi vuông nhỏ nhá. Túi vuông nhỏ sẽ là 135k, 135k. Và túi vuông to này, túi vuông to giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con túi vuông to. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác. Các bác lên mã giúp cho em đó là tô vít đen nhá. Tô vít đen trợ lực. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 100 giá của nó sẽ là 60.000 à. 60.000 cho một con vít đen trợ lực này. Đấy, bao sẽ bao gồm cho các bác là một tô vít này. Đấy, một tô vít và một cái tay trợ lực như này. Giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Giá 60.000. Đây. Một tô vít, một tay trợ lực, hàng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đây, các bác chỉ cần sập này cho em này. Đấy. Nó sẽ có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực hết cho các bác nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, có trợ lực. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 đầu vít như này. 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, mỗi cây này sẽ là một đầu khác nhau thì nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít. Thì khi các bác dùng nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là vít đen trợ lực, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Đó, 50k cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lư đồng mini nhá. Lư đồng mini như này. Đấy, nó chỉ bằng hai bàn tay này thôi. Thì để các bác có thể cho nhang vào đây các bác đốt này, cho nhang vào đây các bác đốt đây. Đây em bên em bán cái nhang hạc này. Đấy, cái nhang hạc này. Đấy, thì các bác có thể cho cái nhang này vào đây để mình đốt mình xông. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá, để trên bàn thờ hoặc là để bàn uống nước, nói chung là để đâu cũng được. Đấy. Con này thì nó mini bằng hai ngón tay này thôi nhá. Giá thì các bác lên cho em là lư đồng mini, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cái lư đồng mini như này. 30.000 cái lư đồng mini. Còn cái nhang hương này thì sẽ là nhang hạc này thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp nhang hạc như này. Nhang hạc là 60.000, lư đồng là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đấy, tức là cái đầu này thì các bác xoáy vào đuôi luôn. Xoáy vào cái đuôi cũ nhà mình, sau đó thì các bác xoáy bóng lên trồng lên đây cho em. Đó là cái này nó sẽ cảm biến luôn nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua thì nó sẽ tắt, thì nó rất là tiện ích luôn. Ban ngày ban đêm đều dùng được cả nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm biến nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000 cho cái đuôi đèn cảm biến như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Đây, kẹo sâm Hàn Quốc như này. Một bịch này của nó là 500g, 500g tức là 5 lạng. Đấy, 500g. 500 lạng, 500g nhá, 500g là 5 lạng. Đấy. Chất liệu thì được làm 100% là từ nguyên sinh nhá, sâm nguyên sinh Hàn Quốc đây. Đấy. Hàng made in Korea này, made in Korea, hàng chuẩn Hàn Quốc luôn. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một gói sâm Hàn Quốc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 lạng luôn. 5 lạng, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Rất nhiều calo, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá, mũ nồi. Đấy, thì mũ nồi da như này và bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Mũ nồi da rất là đẹp luôn. Đây các bác này. Đấy. Đội vào thì rất là xịn sò luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho một con mũ nồi như này thôi. Giá chỉ có 100k cho một con mũ nồi thôi. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn. Đấy, rất đẹp luôn. Đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy.
chất da của nó thì mềm mịn nhẹ nhàng nhá, rất là đẹp luôn, và đội cực kỳ là ôm đầu, ôm form, ôm dáng luôn. Đấy, và nó có cái độ co giãn nhất định, cho nên là các bác có thể dùng người đầu to đầu nhỏ đều dùng được hết nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000, có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu đó. Thì con này của nó thì bên trong của nó sẽ có lót một cái lớp bông như này, một cái lớp bông mềm và lưới thoáng như này, cho nên là rất là thoáng khí luôn. Và cái này nó có cao su cho nên nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Các bác đầu to đầu nhỏ là đội vừa hết luôn. Đấy, có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá, màu đen màu nâu. Lên cho em là mũ nồi nhá, mũ nồi. Giá thì sẽ là các bác lên cho em là mũ nồi, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, mũ nồi này. Mũ nồi da, giá sẽ là 100.000 nhá. 100k cho một con mũ nồi như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chổi đánh rỉ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi đánh rỉ. Bên em về một cái mã rất mới nha, các bác lên mã giúp cho em là chổi thép nhá, chổi thép. Đấy, con này thì nó sẽ là bằng những cái sợi thép như này, thì các bác có thể dùng để mình kỳ cọ xong nồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái bề mặt mà chậu rửa inox các thứ là dùng là rất là ok nhá, chậu rửa inox các thứ là rất là ok luôn. Cái này các bác lên cho em là chổi thép nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k nhá. Lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k cho một con chổi thép như này. Giá sẽ là 20.000. Đây, đấy, và đầu này của nó thì sẽ là treo như này và chiều dài của nó khoảng 20 cm. Thì các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi các thứ cũng ok đây. Dầu mỡ vẫn bám vào và dính. Hôm nay người nấu ăn ghét nhất việc rửa nồi. Cái bàn chải này tôi rất thích dùng. Trước đây khi dùng cục thép không gì này, dầu mỡ vẫn bám vào và dính tay. Nhưng loại này có tay cầm dài bằng thép không gì. Các chi tiết được làm rất tốt, dùng nó để chùi nồi rất sạch sẽ, chùi chén và cốc cũng rất tiện lợi. Nhưng phần không thể chùi được ở đấy, dùng nó cũng dễ dàng xử lý, không để lại dầu mỡ và không dễ bị hỏng. Đó. Người nấu ăn ghét nhất. Giá sẽ là 20k nhé. Lên mã giúp em là chổi thép, giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đó là chổi cọ rỉ này. Đấy, các bác ví dụ như là xoong nồi này bị rỉ sét này, sân sướng bị rêu mốc này, rồi nói chung là các bác dùng đa di năng được luôn, kỳ cọ các cái bề mặt hoặc là đánh cho nó khỏi bị rêu mốc hoặc là bẩn hoặc là bụi bẩn bám. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái mã chổi cọ rỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cọ xoong nồi nhá, cọ xoong nồi. Con này thì giá cũng là 15.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ xoong nồi cho em thì đơn giản lắm. Các bác chỉ cần là xoáy cái này ra này, sau đó thì mình cho cái nước rửa bát vào đây, thì mình có thể dùng để mình nhấm như này là nó sẽ nước rửa bát nó sẽ cấp ra vào cái đầu này. Thì các bác có thể dùng để mình đánh này, kỳ cọ xoong nồi, rửa bát, rửa đũa cũng rất là ok. Lên cho em là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái cọ xoong nồi như này, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát. Đây, đây nó sẽ là một cái khăn như này. Nó sẽ là một cái khăn nó dạng như là nó bằng cái dạng như là cái bằng lưới như này. Cái này thì không dính cơm, không dính rau, không dính thức ăn vào đây, dùng rất là tiện luôn. Đấy, thì các bác có thể dùng là mình để mình rửa bát này, cũng rửa bát được mà đánh xoong đánh nồi kỳ cọ cũng rất là ok. Đấy. Thì con này cái kích thước của nó sẽ là 20x20 nhá. Con này các bác dùng để rửa bát này. Đấy, nó không bị rối này, các bác thấy không? Vò vào thì nó lại bung ra như này. Nó không bị rối, không bị dính rau dợ cơm nước mà nó có một cái độ ma sát nhất định, cho nên khi các bác kỳ cọ bát đũa xoong nồi thì nó rất là bám luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát nhá, khăn rửa bát 10.000 ba chiếc. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát này. Khăn rửa bát. Đấy, khăn rửa bát giá sẽ là 10k trên 3 cái. Đấy, các bác cứ mua cho em là 10.000 3 cái trở lên là ok. 10.000 3 cái, còn nếu các bác mua 20.000 nhá. Đấy, mua một chục đi. Mua một chục thì còn nếu các bác mua cả chục để dùng dần thì bên em sẽ bán cho các bác với giá đó là 25.000 một chục cái luôn. Đấy, các bác cứ mua cho em một chục chiếc như này, 25.000 dùng cả năm luôn. Dùng cả năm, một năm này sang năm khác luôn nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. 25.000 một chục nhá. 10.000 ba chiếc nhá. Đấy, lên cho em là khăn rửa bát 10.000 ba cái và 25k. 25k trên 10 cái nhá. 25.000 trên 10 cái cho các bác luôn. 25.000 trên 10 cái. Đây, các bác sẽ xem một cái video thực tế đây có luôn này các bác. Trước đây, hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng thép này. Đấy. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị sức như khi sử dụng muối cọ xong bằng thép truyền thống. Đây, khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức.
Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Sau khi sử dụng, có thể dễ dàng giặt sạch và tái sử dụng. Hôm nay tôi mới phát hiện có loại khăn rửa chén bằng dây thép này. Nó không chỉ tránh được tình trạng dính đồ ăn thừa, mà còn giúp lớp chống dính của chảo không bị xước như khi sử dụng búi cọ xong bằng thép truyền thống. Khả năng ma sát mạnh mẽ của khăn giúp làm sạch hiệu quả mà không tốn nhiều sức. Đấy. Đặc biệt, nó có thể ôm sát theo hình dạng của đồ vật muốn cọ rửa. Rất là tiện các bác nhá. Đây, nó là cái dạng sợi thép các bác nhá, dạng sợi thép này. Đấy, có cái độ đàn hồi co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là thích. 25.000 một chục, giá siêu rẻ luôn. 25.000 cho một chục cái nhá. Đấy, 10.000 ba cái, 25.000 một chục. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bọc yên xe đây, bọc yên xe như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cước nhá, bằng cước và nó khá là dày. Hai lớp. Đấy, hai lớp khá là dày thì khi mà các bác mùa hè, mùa đông dùng đều ok hết nhá. Mùa hè, mùa mưa thì nước sẽ lọt xuống dưới, các bác dùng yên không bị ướt này. Còn mùa hè thì các bác ngồi lên yên xe không bị nóng và vừa đẹp vừa bảo vệ được yên luôn. Đấy, giá thì sẽ là cái này thì đợt này giá sẽ là 45k nhá, 45.000, giá tốt cho các bác luôn. Đấy, nó có dây chun co giãn, xe SH, xe to, xe nhỏ đều dùng được hết nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn đèn dầu các bác này, đèn dầu. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, sơn giả cổ như này. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này. Đấy, đề co trang trí ở các cái khu vực cũng rất là tiện luôn. Có cái phần này để các bác châm dầu vào đây thì em. Đổ dầu vào đây nhá. Đổ dầu vào đây, xoáy nắp lại này. Đấy. Có bấc để đẩy lên nhá. Đấy, có bấc biếc đẩy lên cho các bác online luôn. Đây. Châm dầu, châm giếc vào đây cho em. Đây. Có bấc đẩy bấc lên này. Đẩy bấc lên cho em. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Đó. Và có lẫy đây. Có lẫy các bác đẩy cái lẫy này lên cho em này. Đẩy cái lẫy này lên, sau đó thì mình châm lửa vào, sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống cho em. Đó. Đẩy lẫy này lên mình châm lửa vào đây nhá. Châm lửa vào đây cho em. Sau đó thì mình lại gạt cái lẫy này xuống. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng thì mình có thể kéo lệch như này đi mình châm được, nói chung là đa di năng luôn, nó rất là tiện nhá. Rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 30 cm, rất là đẹp như này, bằng thép sơn giả cổ. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho con đèn dầu như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình gạt kính này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là các cái bề mặt phẳng là các bác gạt được hết nhá. Lên cho em là chổi gạt kính này. Các bác lên cho em là chổi gạt kính nhá, 20k trên một chiếc này thôi, giá thanh lý cực rẻ luôn. Đấy, 50k trên 3 cái nhá. Đấy, 50k là bằng 3 cái luôn nhá. 50.000 ba cái. Đấy, còn lại là nếu mà các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Chiều dài của cái phần gạt này thì nó tầm vào khoảng là 25 cm, còn phần cán này vào khoảng là 30 cm, dùng để mình gạt kỳ cọ rất là tiện luôn. Lên cho em là chổi gạt kính các bác nhá. Đó, chổi gạt kính, giá sẽ là 20k một cái và 50.000 ba cái. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về dày dẫn chắc chắn hơn. Hàng của công ty dày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này. Và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Thùng lau nhà. Giá của nó sẽ là 250k. 250.000. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 m chiều dài của nó thì khoảng từ 1 m 3 đến 1 m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây cho em. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác là các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá.
Đấy, đây các bạn ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000. Đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bác này. Rất ngon lành luôn đúng không nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu là con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bác. Đấy. 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến như này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k. 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa chức năng luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Đó, thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây. Thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo, đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa chức năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy. Tắt đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là bốn cữ này, một bộ bao gồm bốn cữ.
Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này. Dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhé, không ăn da. Đây các bạn này. Đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này. Cữ này thì các bác chỉ cần là để cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đấy đấy các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ để cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy. Về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy. Đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhé. Cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây. Các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy. Khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này. Sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em. Nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy. Thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 6-12 đây. 6-12 đây. Đấy, thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 6-12, một bên là 6-9 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, vào cho em. Hàng của thương hiệu Philips này. Chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn. Rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Bên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá. Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá. Các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp chị em đó là kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn đây các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào cho em. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá. Máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy.
Con này thì em đang bán 110.000 đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy. Chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nha. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này. Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong khu vực như là tủ bếp này rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán con rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy. Lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy. Môi xúc đá lạnh ấy, đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được. Nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đồng hồ này thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn. Vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm kẹp dòng. Giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000. Con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000. 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn.
giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3-5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này, treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn mọng, đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy. Hình quả bầu quả bí này rất là đẹp luôn. Đó, hũ tam bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy, lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, giá thì sẽ là ba lên cho em đó là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120k thôi, 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá, tam bầu vàng và tam bầu đồng, giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bạn. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bạn nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy. Tự lắp pin vào cho em nhé. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá, đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng, không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính BK, kính BK như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20cm nhá, nhỏ 20cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi quá nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy. Đường kính của nó là 20cm, giá sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này, dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công, rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình, có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá.
lên mã giúp cho em, đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304 cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các thứ nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho một cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ. USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em, đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây, em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác ạ. Đấy, mở nắp ra thì
nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này, đây là nắp của nó này. Đấy, mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy, 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy này em xong này. Đấy, cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có gioăng đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là vip luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá. Chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bác. To nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy, mẫu chữ G này. Đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này. Đấy, rồi mẫu hình đây, đấy, hình tóc này. Mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá. Dây khá là dài luôn, tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này. Thắt lưng thập cẩm. Thắt lưng thập cẩm nhá. Đó. Giá sẽ là 50k, 50.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con là điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000. Hả? 50.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k, nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dàn di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dàn di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dàn di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đó, thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di, màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo đằng trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này, màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá, túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy, con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, thì nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau, chất liệu dây thì như nhau, nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây. Cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời. Lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy. Mặt rất đẹp luôn. Đây. Mặt da màu vàng này. Đấy. Màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này, một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây. Chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là này. Màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này. Rất đẹp này. Đấy. Vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, qua theo. Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó. Hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây. Rất đẹp các bạn này. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy. Đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi.
150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi, 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3 4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB, các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt muỗi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Ánh lửa, ánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Vật đứng 130k cho con vật đứng nha. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy. Lên cho em là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130k một đi em. 130.000 cho em vật muỗi đứng như này. Rồi ok.